Heyo, what's up? Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube của Tony Phùng. Và trên hình thì các bạn đã thấy luôn rồi, đây chính là chiếc hộp của Samsung Galaxy S9 cộng phiên bản 64GB. Và cái điều khá là thú vị là mình đã có luôn cái màu đấy là Lilac Purple. Đấy, cái màu này thì mình dịch nó là tím lẳng lơ, nhưng thực ra thì nó là tím đinh hương. Dành cho bạn nào muốn sở hữu Galaxy S9 cũng như S9 Plus sớm như mình thì hãy nhanh tay đặt trước tại 7S. Ở đây quà tặng cực kỳ nhiều, từ Clear View này, chúng ta sẽ có thẻ nhớ này, sạc dự phòng này, rồi có cả loa, chưa kể nữa lại còn có cả một chuyến du lịch dành cho hai người tại Hàn Quốc. Nên nhanh tay lên, số lượng cực kỳ có hạn và cơ hội cũng sẽ chỉ dành cho những người may mắn nhất mà thôi. Nhanh tay lên nhé. Thì ok, đây là một cái máy nguyên siêu, mình sẽ cùng các bạn unbox nó. Và mình cũng xin được chuyển chiếc Note 8 này của mình sang chiếc S9 cộng này. Mình tin là sẽ có khá là nhiều bạn thắc mắc, đấy là bên trong cái hộp của chiếc Samsung Galaxy S9 cộng này thì phụ kiện nó có khác gì so với... các bạn phải từ từ, cái này nó có rất nhiều cảm xúc nên phải... Ôi, đấy, box siêu này nó đã lắm. Mình tin là sẽ có rất nhiều bạn thắc mắc đấy là cách đóng hộp của Galaxy S9, S9 cộng nó sẽ là như thế nào. Thì bên trên các bạn sẽ có một cái hộp nhỏ. Ở cái này mình thấy khá là giống với kiểu đóng hộp của A8 đấy. Que chọc sim này, hộp này, bên trong các bạn sẽ có được tặng kèm một cái ốp. Lúc trước mình không thích cái ốp của trên chiếc Note 8 lắm là bởi vì nó là ốp nhựa cứng. Nhưng đây nó là ốp bằng silicone rồi, mình chắc chắn là mình sẽ đeo thử cái này xem sao. Ok, phết. Quick Start Guide này. Ta-da. Đây chính là chiếc Galaxy S9 cộng màu tím lẳng lơ của mình. Ok, cứ phải bóc ra. Không nói nhiều nhưng mà chúng ta cứ phải lột hết những thứ gì có thể lột được ra đã. Mặt trước này. Thực ra mà nói thì mình không phải là một trong những cái channel đầu tiên unbox cái máy này nữa rồi. Nên bây giờ mình chỉ muốn show đến cho các bạn cái cảm giác sung sướng của mình khi được unbox, khởi động một cái máy với mức giá tầm hơn 20 củ đến từ Samsung, nó đã mức độ như nào. Đấy, đẹp thôi rồi luôn. Ok, phụ kiện bên trong thì các bạn sẽ có những gì? Xem nào, chúng ta sẽ có một cái, đây là USB connector. Cái đầu này rất là quen thuộc rồi. Các bạn sẽ có thêm gì đây? Đây là cái cục sạc Adaptive Fast Charging. Rồi, bên này các bạn sẽ có thêm một cái cọng cáp USB Type-C là màu đen rất là đẹp, giống S8. Tai nghe AKG. Ê, hơi tiếc nhờ, sao lại không phải là màu tím đồng bộ với cả chiếc S9 cộng màu tím của mình. Thôi không sao. Còn gì nữa không? Trước đây là kiểu gì nó cũng phải còn một cái đầu chuyển từ micro USB ra USB Type-C. Nhưng mà không, có lẽ là bởi vì Samsung đã bán ra rất nhiều sản phẩm sử dụng cái USB Type-C rồi nên họ không tặng cái đó nữa. Mà nói thật với các bạn là mình cũng chẳng cần, tại vì bây giờ cáp Type-C nó cũng rẻ như kiểu cáp micro USB rồi, thì có cái adapter đấy làm gì. Ok, thì đó là toàn bộ những cái phụ kiện bên trong của chiếc Samsung Galaxy S9 cộng. Mình sẽ show thử luôn cái ốp này xem sao. Chắc chắn vừa tay và cầm nó rất là đầm. Được đấy. Nhưng nói thật với các bạn là mình vẫn thích dùng trần hơn. Đó. Dùng trần trên chiếc Note 8 nó thích thú. Trần bao giờ sướng hơn đúng không? Ok, thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn đến cho các bạn cách setup và cũng như là chuyển toàn bộ dữ liệu từ chiếc Samsung Galaxy Note 8 này của mình sang chiếc S9 cộng này nhá. Khi mà các bạn setup đến khu vực gọi là khôi phục dữ liệu ở đây thì chúng ta sẽ có những lựa chọn là từ Samsung Cloud, từ thiết bị cũ và không khôi phục. Thì đối với Samsung Cloud thì nó cũng giống như là một cái gọi là đám mây để mà chúng ta backup lại những cái dữ liệu, ví dụ như là hình ảnh này, tin nhắn này, danh bạ này, cuộc gọi này. Thì nếu như các bạn đã có những bản backup cũ từ Samsung Cloud, các bạn có thể lựa chọn ở đây. Nhưng đối với bản thân mình có rất nhiều dữ liệu trên chiếc Samsung Galaxy Note 8 này, và mình muốn chuyển toàn bộ qua, kể cả hình nền này, rồi là cái cách setup những cái icon, những cái ứng dụng của mình, thì mình sẽ chuyển từ thiết bị cũ. Và lúc này thì mình sẽ phải sử dụng đến một cái công cụ, đấy là Smart Switch. Đấy cũng chính là lý do vì sao mà lúc đầu mình đã kết nối wifi để mà khi mà đến cái bước này nó sẽ có thể tải về cái phiên bản Smart Switch mới nhất. Thì các bạn đợi mình chút để mà tải về, sau đó chúng ta sẽ đi đến với bước tiếp theo. Và các bạn lưu ý là lúc này chúng ta sẽ cần phải sử dụng đến hai cái công cụ nhỏ nhỏ ở đây, đó chính là USB connector cũng như là cáp USB Type-C. Ok, thì lấy ra luôn. Bây giờ ở đây nó sẽ hiển thị rõ là thiết bị cũ và điện thoại mới. Thì điện thoại mới chúng ta sẽ phải cắm cái USB connector này, sau đó chúng ta kết nối cáp USB vào đây. Đó.
Và ở chiếc điện thoại cũ chính là chiếc Galaxy Note 8 này của mình, mình sẽ cắm cái cáp USB Type-C vào. Cắm vào. Đó, ngay lập tức trên chiếc Note 8. Đó, nó sẽ hiển thị một cái là truy cập vào, bạn ấn vào cho phép. Ngay lúc này thì trên chiếc Galaxy S9 cộng, nó sẽ tìm cách để mà tìm hết tất cả các file media ở trên cái chiếc Galaxy Note 8 này của mình. Và sau đó thì nó sẽ tìm mọi cách để mà ăn cắp dữ liệu đối với các bạn một chút thôi. Thực ra nó sẽ tìm cách để mà chuyển dữ liệu từ chiếc đó này, hiển thị ra hết ở đây. Nó sẽ chuyển dữ liệu từ chiếc Note 8 này sang chiếc S9 cộng. Thì ở đây các bạn có thể thấy là nó có rất nhiều đó, danh bạ này, tin nhắn này, Remind, Samsung Note, nhật ký cuộc gọi, đồng hồ, internet. Nói chung là chuyển mọi thứ, kể cả màn hình chờ này, xong rồi nhạc này, hình ảnh, video. Đó, bởi vì video của mình khá là nặng, lên tới là 29GB, thế nên mình sẽ bỏ qua cái phần video này. Thì ở trên chúng ta sẽ có một cái khoảng đấy, khoảng thời gian ở bên trên này, 40 phút này, bật vào thì nó là 1 giờ và 7 phút. Thì giờ mình sẽ bỏ phần video đi, sau đó các bạn bấm truyền. Và bây giờ các bạn cần làm đấy chỉ là đợi mà thôi. Bây giờ thì các bạn cứ đợi thôi. Trong cái quá trình mà nó đang lấy dữ liệu từ chiếc Galaxy Note 8 sang, thì các bạn vẫn có thể trải nghiệm cái máy này một cách rất là bình thường. Thế nhưng mà đối với bản thân mình đánh giá thì thôi, bây giờ thì các bạn cũng không cần phải làm gì đâu, tại vì ngồi đấy mà đợi. Tại vì tất cả các cái dữ liệu từ chiếc Note 8 sẽ được chuyển sang chiếc S9, kể cả cái cách mà các bạn setting. Thế nên là mình nghĩ các bạn cũng không cần phải cài đặt nhiều, tại vì tí nữa thì đằng nào cài đặt xong kiểu gì nó cũng sẽ chuyển về cái trạng thái giống hệt như là trên chiếc Galaxy Note 8 ở đây. Ok, bây giờ thì ngồi đợi thôi. Mình sẽ để cho hai cái máy này chạy, khi nào chạy xong thì chúng ta sẽ tiếp tục video. Sau một khoảng thời gian khá là dài, nhưng mà cũng không đến 40 phút như nó đã dự đoán, thì bây giờ mình đã chuyển hoàn tất xong. Các bạn có thể thấy là Note 8 đã ghi là hoàn tất xong đóng ứng dụng, S9 cộng cũng đã hoàn tất xong, và bây giờ mình cũng sẽ đóng ứng dụng và mình sẽ bay ra ngoài cho các bạn thấy này. Đó, đầu tiên là cái hình nền đã, là nó đã chuyển ngay từ chiếc Note 8 của mình sang chiếc S9, nhưng cái ứng dụng sắp xếp mọi thứ đều rất là giống nhau. Chạm vào khôi phục lại dữ liệu về thời tiết, khôi phục lại luôn, đó, mọi thứ đều giống nhau hoàn toàn. Thậm chí là những cái vị trí ứng dụng phía bên trong nó cũng giống hoàn toàn và không khác một chút xíu nào. Đó, mọi người thấy chưa? Đó, sau khi chuyển toàn bộ tất cả các nội dung, dữ liệu các thứ như này, chúng ta sẽ cần phải hoàn tất thêm một vài những cái bước. Đó chính là đăng nhập những cái tài khoản của bạn vào. Để đảm bảo cho cái việc nó là bảo mật, thì Samsung đã quyết định đấy là không chuyển những cái thông tin về tài khoản từ thiết bị cũ sang, và yêu cầu các bạn sẽ cần phải login lại. Đây là một cái thứ mà mình đánh giá là nó bảo mật hơn so với những thiết bị Apple trước đây mà mình cũng đã từng chia sẻ về khả năng chuyển dữ liệu. Tuy là nó nhanh gọn hơn ở phần đấy là không phải đăng nhập lại, nhưng với bản thân mình đánh giá thì cần phải đăng nhập lại để có một cái khả năng bảo mật tốt hơn. Thì giờ mình cũng sẽ đăng nhập lại luôn cho các bạn thấy. Như các bạn có thể thấy thì mình đã đăng nhập xong cái tài khoản Google Play vào đây, và mình sẽ tải nốt một vài những cái dịch vụ của Google, ví dụ dịch vụ Google Play ở đây. Đương nhiên thì một vài những ứng dụng, ví dụ Facebook này, các bạn cũng sẽ cần phải đăng nhập lại tài khoản, và cũng rất nhiều những cái ứng dụng khác nữa, Momo, rồi là Sky, rồi là mọi cái ứng dụng khác liên quan mobile các thứ, rồi là Zalo. Nói chung là đầy đủ những cái ứng dụng mà các bạn có thể thấy là nó đã được tải vào đây, nhưng cần phải đăng nhập tài khoản thì nó cũng sẽ yêu cầu các bạn phải đăng nhập lại. Bây giờ sẽ chỉ còn có một cái bước cuối cùng, đấy là mình chỉ cần di chuyển SIM từ chiếc đó là Note 8 sang chiếc S9 Plus này mà thôi. Và đây là video mình đã cùng các bạn unbox chiếc Samsung Galaxy S9 cộng màu tím lilac, cũng như là mình đã giúp các bạn là làm cách nào để chuyển dữ liệu từ những thiết bị Samsung cũ sang chiếc điện thoại mới này của mình. Và các bạn đừng quên, nếu như muốn là một trong những người đầu tiên sở hữu S9 của nhà S9 Plus thì hãy đặt trước ngay tại Silverest nha. Rất nhiều quà tặng đang kèm theo đó. Video mình xin được dừng lại tới đây. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin được chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video sau. Bye.